những gương mặt nhà vô địch đã lộ diện và họ đều đã sẵn sàng để tham gia cuộc đua tài tiếp theo của những người xuất sắc nhất. Những cung đường mới, những thử thách mới đang chờ đón họ chinh phục. Tinh quái hơn, độc đáo hơn, hài hước hơn, hấp dẫn hơn và chắc chắn sẽ căng thẳng gay cấn hơn. Ai sẽ vượt qua và chiến thắng trong cuộc đua của những nhà vô địch? Tất cả còn là ẩn số. Hãy đón xem bạn đường hợp ý cuộc đua của những nhà vô địch mùa thứ hai. Mình đã không được may mắn khi mà hỏi người dân Ninh Bình để hát mấy cái bài mà có từ Ninh Bình không có kỹ. Đã có chữ Ninh Bình không? Ủa? Không có chữ Ninh Bình, không có chữ Ninh Bình, chỉ có ơi, không biết. Và đã mất 9 điểm, tại biết quá tự tin. Ý điểm hòa là giao tiếp tốt và đã gỡ hòa được lại sự 9 điểm đó. Đó là một cái thứ số rất là lớn và một cái bài học rất là lớn cho bất cứ việc gì mình cần phải làm. Cuối cùng thì cũng hai đội cũng hòa nhau. Đây là hiện trường của các bạn mà các bạn sẽ phải thực hiện nhiệm vụ tiếp theo. Đây là đạo cụ. Chỉ bằng những vật dụng chương trình cung cấp gồm một đèn dầu, hai chai nước suối, bịch ni lông, hai ly mì ăn liền, hai đội phải tự tìm cách tạo ra lửa, đun sôi nước để nấu chín hai ly mì ăn liền. Lưu ý, hai đội có thể dùng đèn dầu để đi xin và trữ lửa, củi từ nhà người dân, nhưng chỉ được đi đường thủy, không được đi đường bộ, cấm sử dụng các dụng cụ trực tiếp tạo ra lửa như diêm, hộp quẹt. Xin được lửa, nhóm được bếp được 3 điểm, đun được nước sôi để ăn mì được 3 điểm, hoàn thành các nhiệm vụ xong trước được thưởng 2 điểm. Đây là sau 10 phút của các bạn. 3, 2, 1, bắt đầu! Đi chơi. Thế thôi anh em Huỳnh, em phải thắng Huỳnh đi, chơi cho công bằng. Thì phải tranh nhau không? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Anh chết ra. Em lại đi đâu giờ đây, khổ. Anh ơi, em sẽ làm gì? Em chỉ đòi, chờ đợi anh à? Ok, em không làm gì hết. Ok. Mắc cạn rồi. Giờ sao ta? We can boil water inside bucket, just inside bucket. Sure. But we need small fire, not big fire. Okay. Theo như được biết thì nước để trong bọc đun lửa lên sẽ không bị lửng. Không có ai à? Anh ơi, cho em xin chút lửa em đốt cái đèn dầu đấy. Bây giờ lấy dầu, dầu nào? Có dầu trong này rồi. I believe you. Trust you. Oppa! Ôi, đang chờ mình về đây. Ôi! Sắp về rồi. Giờ khó khăn đây. Nước nó vào là nó tắt lửa ấy. Nó không tắt lửa, nhưng là cái củi nó ướt ấy, đốt thôi. Vâng. Đấy, giữ thế thôi, đánh lửa lên. Ừ. Anh David ơi. Chè nước anh. Giờ kế hoạch của Hoa là gì? Kế hoạch của Hoa trước tiên làm cái lán để che nước đã, che mưa đã. Kế về nãy che có lòng đến rồi.
đợi anh chút nha. Toán lá rất lây sao mà. Rồi nhúng ở trên. Rồi trái đây ấy. Nhẹ thôi, nhẹ thôi. Slowly, slowly, let me do it. Slowly, slowly. Slowly. So. Hey, no. A little. Ôi, chỉ sợ nó cái bụng nước đáy bụng rồi. Để đồ đó, đồ đây. Yeah, this one is better for you. But I don't see. Here. Cho thêm lạc khô vào lên, nhanh. Bỏ cái ấy ra, bỏ xuống. Bỏ hai cái. Bỏ hai cái nữa, cái em được. Nước chảy vào ngay. Bà bảo không được, bà nội. Come on, no. Put. Yes. Anh bà bỏ hai xuống, nó có lửa đâu mà cầm hai cùn lợ đấy mà gì. Em ngồi trên này này. Em ngồi trên này đỡ khói, ngồi ngược lại đây. Được ngay mà. We can make noodles with it. Rồi. Tốt trai. Được không? Được. Chuẩn bị hai cái ấy đi em, mở ra cho sẵn đi. Chuẩn bị ăn luôn đi. Ăn được không quà? À anh ăn sao ăn hết rồi. Chín rồi hả? Chín rồi, chín lâu rồi. Hay nhỉ. Thôi em ăn trước đây. Trước gì trai đây là bằng gan bằng thép. Ôi nóng gan luôn. Nó đang thành quả lao động của Hoàng. Nó có cái mùi rất là thơm. Nhưng mà Adi sợ là ngày mai sẽ không dẫn chương trình được nữa. Ăn được. Nó cứng. Cứng như thế làm sao mà ăn. Nó cứng đâu. Adi phải kiểm tra cả hai. Được mà. Cả hai đội đều tạo lửa và có cái bếp đàng hoàng. Tức là cả hai đội đều được 3 điểm. Còn Nomi và ai trước, ai sau thì không thể nào tin được. Lúc đầu nghĩ á, tại sao cái bao nó có hai cái mà cái chai nó gấp 4, gấp 5 lần cái bao. Mà tại sao mình không nướng cái chai mà để nướng cái bao? Nước nóng là chỉ có 4 phút thôi. Chỉ có 4 phút thôi trong chai. Bây giờ mình kết thúc ở đây đi. Mình sẽ đi qua đêm đến Hà Nội hơn 100 cây số. Và sáng mai mình sẽ bắt đầu mấy thử thách vui vui ở Hà Nội nha. Thời tiết là lạnh nhưng thấy phong cảnh là hơi em thấy đơn giản. Thực ra thì tuy là người Hà Nội sống từ khi sinh ra đến 20 tuổi nhưng mà cũng có nhiều địa danh hoặc không nắm được.
Chào mừng quý vị và tất cả các bạn đến với bản đường hợp ý. Hôm nay hai đội Quang Hòa, Arum, David Phạm và Alona có mặt ở đâu? Viện Bảo tàng Dân tộc học. Thành viên nữ biết 5 vị trí mật thư có logo theo màu được quy định cho đội mình. Sau đó miêu tả lại bằng ngôn ngữ cơ thể cho bạn đồng hành của mình trong 8 phút. Trong thời gian 20 phút, các thành viên nam vào tìm mật thư. Sau khi tìm đủ 5 mật thư, hai đội phải ghép lại để giải nội dung và thực hiện nhiệm vụ mà các mật thư đó yêu cầu. Mỗi mật thư tìm được 1 điểm, hoàn thành nhiệm vụ mà các mật thư yêu cầu được 2 điểm. Hoàn thành tất cả các nhiệm vụ và về đích trước được 2 điểm. Thế là bây giờ, mời hai nghệ sĩ Việt Nam lại ở đây. Còn hai bạn nữ đi theo Adi. Hey, let's go. Let's go. Just the girls, just the girls. Đây là điểm đầu tiên mà mình sẽ gấu mật thư. I describe all 5 races. I just think about buffalo and about dinner buffalo. Một cái nhà, sau đó là một cái dụng cụ để nấu ăn. Đúng như cây đó để không thể nói được. Là vấn đề.
đấy rồi. Nơi mà những lời nói thân thiện trên thế giới cùng tập trung ở đây. Nhà thơ. Nhà thơ. Nhà thơ ở đâu ta? Nhà thơ, nhà thơ, nhà thơ. Phong thơ. Chứ ở đây đến nhà thờ lên thờ đâu nhỉ? Đây đúng không? Rồi. Đi gặp cháu. Vâng ạ, cảm ơn chị ạ. Chụp hình. How many? Tập trung ở đây. Trên thế giới cùng. Ô không phải. Thế giới cơ mà. Thế giới. Em biết chỗ nào mà thế giới thân thiện mà cùng nói những lời điều tốt đẹp không? Chú đây này. Cái này. Ừ. Mười. No. Chín. No. Tám. No. Bảy. No. Sáu. Năm. Bốn. Ba. Hai. Một. Hết giờ. Quang Hoa, yeah. Tìm được 5 cái đúng không? Yeah. David cũng là 5 cái. Thế là 5 điểm về 5 điểm. Nhờ Quang Hoa và Aram, cái đích cũng nằm ở đâu? Ở Cổng Hiệu Bảo Tàng. Vì nơi đây là khách du lịch trên toàn thế giới về đây và mọi người khen tấm tắc về văn hóa Việt Nam và như nào họ chụp hình. Không phải. Không bảo vệ. Đây chính là nơi mà những lời thân thiện tập trung. Bạn đã quên là có thể bước vào bảo tàng. Nếu mà bước vào bảo tàng thì chắc chắn đã thấy cái này. Đó, đứng đây. Ok. Thế là cuối cùng kết quả là vẫn không chênh lệch nhau một điểm nào cả. Bây giờ mình sẽ bước vào thử thách tiếp theo. Hai đội chơi trốn tìm trong hai hiệp đổi vai trò đội đi trốn và đi tìm trong không gian vườn kiến trúc của Bảo tàng Dân tộc học. Mỗi hiệp có thời gian tối đa 15 phút. Hai đội chỉ được trốn bên ngoài, không được vào bên trong các mô hình nhà. Trong thời gian quy định, đội có tổng thời gian trốn của cả hai thành viên nhiều hơn sẽ chiến thắng và được 3 điểm. Nhưng mà chưa hết, mình phải quyết định ai đi trốn, ai đi tìm trước. Đấy, để hai cô win xong rồi, ai thắng thì được chọn. 1, 2, 3. Ok, thắng. Choose. Ok. Đi trốn trước. Thế là 3 phút của David Phạm với Alona. Để đi trốn. 3, 2, 1, bắt đầu. Em chỉ nhớ hai quay phim của hai người đấy thôi. Còn không biết là có ai là quay ai, hiểu không? Nhìn thấy hai người đấy đã tìm ra luôn là họ sẽ ở đấy. Okay.
Alona. Best time. 1 phút 21 giây. David 6 phút 37 giây. Tổng thời gian của David và Alona là 7 phút 58 giây. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi. 3 2 1 bắt đầu. Không chạy phía đầu kia, càng xa càng tốt, nấp sau cây. Where? Yeah. There. Hey, hey, I'm here. Just you turn around, and when you see them, you call me. Okay. When you okay. near sea. Uh-huh. Run. Okay. Okay. Mm-hmm. Tổng thời gian của David và Alona đã là 7 phút 58 giây. Adam đã bị bắt sau 4 phút 36 giây. Nghĩa là tổng thời gian của Quang Hoa và Adam ít nhất là 9 phút 16 giây. Nghĩa là đã hơn David và Alona. Nghĩa là không cần bắt Quang Hoa nữa. Mà dù sao thế nào cũng thắng rồi. Bá điểm. Bây giờ David và Alana sẽ phải cố gắng lên.